Kính chào quý vị và các bạn. Xin mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin đặc biệt của Tin Khó Tin. Hôm nay thứ năm ngày 17 tháng 5 năm 2012, chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin mới nhất về Tin Khó Tin và các chỉ số. Có thể các bạn đã quá quen thuộc với các chỉ số thị trường như VN Index, Nasdaq, v.v. Nhưng các bạn đã bao giờ nghe nói tới chỉ số độ nóng Hotness Index Việt Nam gọi tắt là HIV chưa? Đây là chỉ số gắn liền với sự phát triển của ngành Hot Girl Việt Nam. Bắt đầu từ khoảng năm 2005, các hot girl đã chính thức lên sàn giao dịch Internet và độ nóng của họ nhanh chóng tăng cao với các cú sốc thị trường gắn liền với tên tuổi của các hot girl đời đầu như Mi Vân, Hoàng Thùy Linh, Thủy Top, v.v. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, theo giới chuyên môn, sự bùng nổ về số lượng của hot girl trên thị trường đã dẫn tới việc lạm phát hot girl. Do đó, chỉ số độ nóng vẫn đang có chiều sụt giảm. Các biện pháp kích cầu như lộ hàng hoặc chụp ảnh bảo vệ môi trường cũng không còn tạo được hiệu quả như trước. Trong khi đó, giá vàng liên tục tăng mạnh. Chuyển qua bản tin dân số. Vì năm nay là năm rồng, nhiều người dự đoán số lượng trẻ em sinh ra sẽ cao hơn so với các năm khác. Để ước lượng được mức tăng dân số nước nhà, chúng tôi đã tìm hiểu lượng tiêu thụ bao cao su từ năm ngoái tới gần đây của thị trường nội địa. Theo đó, lượng tiêu thụ giảm mạnh về cuối năm 2011 và trong quý 1 năm 2012 vì nhiều hộ gia đình khẩn trương tiến hành chiến lược con rồng cho kịp với tiến độ. Và sau đây là một số kỷ lục mà Tin Khó Tin đã tổng hợp được trong năm 2011. Trong năm vừa qua, Việt Nam lập kỷ lục thế giới về môn khảo sát hàm số tập thể với gần 1 triệu người tham gia vào ngày thi đại học khối A, cùng với đó là kỷ lục 200.000 người tham gia ngồi thiền tập thể trong phòng thi đại học môn lịch sử khối C. Đại học Harvard vừa chính thức trở thành đại học ngoại thương của nước Mỹ, cũng như cách đại học ngoại thương trở thành Harvard của Việt Nam vậy. Việt Nam trở thành nước giàu gió nhất Đông Nam Á, với nhiều người vận động để đưa chém gió vào môn thi đấu chính thức tại SEA Games. Đây hứa hẹn sẽ là môn giành được kỷ lục về số lượng huy chương. Và cuối cùng, Việt Nam cũng đạt kỷ lục là nhà ảo thuật tài ba nhất với các tuyệt chiêu như biến thịt lợn xề thành thịt bò, biến thịt ôi thành thịt tươi, biến đậu thành cà phê, biến Ngọc Trinh thành hoa hậu. Chắc hẳn các bạn sẽ thấy đôi chút kỳ lạ với cách tiếp cận thông tin kể trên của Tin Khó Tin. Cũng hoạt động theo tiêu chí, tin đáng tin không phải là tin của nền báo chí thị trường hiện đại, nhưng chúng tôi đi theo một hướng suy nghĩ khác, suy nghĩ của những người thích đùa. Chúng tôi là trang thông tin điện tử hàng đầu Việt Nam từ hàng trăm năm qua. Chắc nghe xong câu này các bạn đang thắc mắc, 100 năm trước làm gì có thông tin điện tử? Vâng, câu giới thiệu cũng đã phần nào thể hiện phong cách thích đùa của Tin Khó Tin rồi đấy. Bắt đầu chính thức hoạt động từ giữa năm 2011, Tin Khó Tin chuyên về các bài viết mang tính châm biếm và hài hước về các sự kiện và nhân vật trong cuộc sống. Ví dụ như theo Tin Khó Tin, kênh 14 hẳn phải là đặc sản của ngành thủy lợi Việt Nam với cái tên gắn liền với kênh mương và sông nước. Cũng theo Tin Khó Tin, ban nhạc Siêu Bé hay còn gọi là Super Junior của Hàn Quốc là ban nhạc có khả năng xây nhà giỏi nhất với nguồn gạch đá vô biên mà các fan hâm mộ của họ sẵn sàng đóng góp mỗi khi có ai nhắc đến thần tượng của họ. Vậy những người làm Tin Khó Tin là ai? Như các bạn có thể thấy trong bức ảnh chưa qua Photoshop dưới đây, thành viên của Tin Khó Tin bao gồm rất nhiều người, không phân biệt già trẻ, trai gái, màu da, và chúng tôi cũng không hề ngần ngại để mặt mộc lên báo bao giờ. Nếu bạn thường đọc Tin Khó Tin, có lẽ bạn đã quen thuộc với một số nhân vật như bác biên tập Nghiêm Chỉnh, phóng viên chiến trường Trần Lực Cười, anh Hoàng Hối Hận, chuyên viên thể thao, và tôi, thực tập viên mảng văn hóa. Tất cả chúng tôi đều không phải là nhà báo hay nhà văn, nhưng lại có nhiều năm kinh nghiệm chém gió. Các bài viết của Tin Khó Tin đều do chúng tôi tự viết, mặc dù không được ai trả lương cả. Chúng tôi đều rất thích đùa và thích được làm việc không công như vậy đấy các bạn ạ. Hy vọng phần giới thiệu vừa rồi đã giúp bạn hiểu thêm phần nào về Tin Khó Tin. Có thể bạn lại thắc mắc, tại sao chúng tôi lại thừa hơi đi làm những việc như thế này? Câu trả lời rất đơn giản, một nụ cười hơn 10 lá cải. Ý tưởng thành lập Tin Khó Tin đến với chúng tôi khi chúng tôi nhìn nhận lại thị trường thông tin Việt Nam hiện tại với 3 thành phần chính. Thứ nhất là các kênh thông tin lớn phục vụ cho mọi đối tượng như Dân Trí, VN Express, v.v. Các thông tin điển hình ở đây bao gồm các vụ trọng án, nghi án, ảnh hot girl lộ hàng, hot girl mà trùng đồ với nhau hay siêu xe. Thứ hai là những kênh thông tin khác mang tính chuyên sâu hơn, một điển hình là kênh 14. Đây là một kênh thông tin được nhiều bạn trẻ yêu thích, nhưng lại chủ yếu chú trọng về mặt giải trí. Bên cạnh đó, nhiều người cũng tìm đến các diễn đàn như web trẻ thơ, tinh tế, ta thi để chia sẻ những sở thích và quan tâm cá nhân của mình.
Nếu bạn lấy thông tin từ những trang này, bạn sẽ có cảm giác là cuộc sống có quá nhiều những thảm họa, những điều khiến bạn sốc hay kinh hoàng. Nói một cách ngắn gọn, bạn đã bị bội thực lá cải rồi đấy. Trước tình hình đó, chúng tôi nhận ra rằng chúng tôi không thể ngừng đọc báo, cũng không thể tự lập ra một trang thông tin riêng. Nhưng chúng tôi và cả bạn nữa hoàn toàn có thể chọn những gì mình đọc và lọc một cách hài hước. Vì một nụ cười hơn 10 lá cải mà. Tại sao một nụ cười lại hơn 10 lá cải? Hẳn bạn đã nghe nói cười sẽ giúp bạn sống lâu hơn. Nhưng Tin Khó Tin còn cho rằng hài hước là biểu hiện của sự sáng tạo. Vì một người hài hước có thể đem đến một góc nhìn rất độc đáo trong một vấn đề tưởng như đã quá quen thuộc. Và chúng tôi cố gắng làm theo phương châm này trong mọi bài viết. Gần đây trong làng giải trí Việt Nam có một vụ đình đám về nam ca sĩ Ngô Kiến Huy, người đã có con với em gái của ca sĩ Thanh Thảo trong khi yêu một người khác. Các trang báo mạng đều đã có những bài viết tìm hiểu từng chi tiết của vụ xì căng đan này. Nhưng Tin Khó Tin thì sao? Chúng tôi đã giúp Ngô Kiến Huy viết một bài để tìm bạn bốn phương. Mục kết bạn bốn phương của nam ca sĩ Ngô Kiến Huy như thế này các bạn ạ. Nam, 24 tuổi, yêu ca hát, ca sĩ yêu thích nhất là Thanh Thảo. Ưu điểm, vui vẻ, hòa đồng, có thể quan hệ với người mình không thích. Nhược điểm, thích ngủ nướng, đã có một con trai. Bạn gái lý tưởng, không phải vợ của con mình. Anh ấy muốn làm quen với các bạn gái, có chị là trùm trong giới showbiz hoặc các bạn chuyên nghề trông trẻ đấy. Sự kiện có thể cũ, nhưng góc nhìn thì phải mới. Đối với chúng tôi, đó là sáng tạo. Steve Jobs là một huyền thoại về sức sáng tạo như vậy đấy. Năm 1997, Apple mở một chiến dịch quảng cáo mang tên Think Different, nhấn mạnh tầm quan trọng của tư duy khác biệt. Đây cũng chính là chìa khóa dẫn đến thành công của Apple nói chung và của Steve Jobs nói riêng. Khi cả thế giới còn đang dùng những chiếc điện thoại di động bấm phím 9 nút với màn hình đen trắng, Steve Jobs là người đã nhận ra rằng đây có thể là công nghệ làm thay đổi thế giới. Và từ đó ông đã lãnh đạo Apple để tạo ra chiếc điện thoại iPhone lừng danh. Một tầm nhìn khác sẽ đưa bạn tới một tầm cao khác như vậy đấy. Thế còn sức sáng tạo của chúng ta thì sao? Bạn đã bao giờ tự hỏi vì sao các doanh nghiệp Việt Nam lại bắt chước các doanh nghiệp nước ngoài? Chúng ta có thể nhìn vào trang web của công ty thời trang Ninomax, một thương hiệu khá nổi tiếng và thành công của nước ta. Không khó để nhận ra rằng, từ thiết kế trang web đến thiết kế quần áo của Ninomax đều chịu ảnh hưởng lớn của thương hiệu Abercrombie & Fitch của Mỹ. Trong lĩnh vực văn học nghệ thuật, vốn được coi là thiên đường của sự sáng tạo, có rất nhiều trường hợp các tác phẩm Việt Nam ăn theo các tác phẩm nước ngoài. Clip âm nhạc thì đã ý tưởng này, trang phục của nghệ sĩ thì là hàng nhái này, phim thì giống phim nước ngoài đến bất ngờ này. Và đặc biệt trong ngành giáo dục, chúng ta luôn kêu ca rằng học sinh Việt Nam thiếu sáng tạo, nhưng ngược lại, học sinh lại luôn được khuyến khích gõ theo những bài văn mẫu hay những dạng toán chuẩn. Chúng tôi tin rằng sự sáng tạo sẽ là một phần của lời giải cho những vấn đề này. Chúng tôi cũng tin rằng sự sáng tạo là cái mà chúng ta chưa từng được dạy và được học, chỉ có tự thân vận động mà thôi. Vì thế, mỗi ngày hãy cùng suy nghĩ một cách khác biệt và thử sáng tạo một chút. Tin Khó Tin sẽ luôn sát cánh cùng bạn. Bạn vẫn không tin chúng tôi ư? Sự hài hước và óc sáng tạo sẽ giúp bạn thành công như giáo sư Cú Trọng Xoay này. Hay ít nhất là như Tin Khó Tin được mọi người mời đến dự TEDx và nói chuyện với các bạn đấy. Rất cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Bài trình bày của Tin Khó Tin đến đây là hết rồi. Chúng tôi hy vọng sớm được đón các bạn trên tinkhotin.com.